thì mình và bạn ba tay sẽ cùng nhau reaction một cái video, đó chính là mình hacking Nga phiên bản xịn của TikTok. Nhưng mà đây là TikTok China, Nga thì cũng không số người như không xem được TikTok China, cho nên là coi TikTok China thôi. Ok, vô. Let's go. Thôi nhìn xinh bộ. Thôi ơi, giờ có cái mới à, dở khăn lên chỗ này kìa. Chơi dở khăn, chơi dở khăn chứ không phải chơi với bình tay. Nhưng mà tao lúc trước cũng xinh mà. Quá, quá. Trời ơi. Khổ em. Thôi ơi. Điểm máy xanh à? Điểm máy xanh à? Đây là gì vậy? Người xanh à? Ủa China không có điểm máy xanh rồi mà. Điểm máy xanh dương. Xanh dương nặng. Hồi nãy ba chùm hết mức, bây giờ ba hở hết mức. Cái này là được. Họ gì cũng được mà. Nhìn xinh mà, đậu xinh nè. Là đeo lên thẳng. Đẹp. Ủa đâu khác gì mấy, chỉ khác có bộ đồ thôi. Không, với khác cái lúc mà tóc tai á. À, tóc dán lên không? Nhưng mà kiểu make up với lại cái mặt mình cũng như trai này. Cái này thấy còn được hơn cái sao nữa. Cái sao vậy? Những cái kỳ kỳ á, kiểu giống như bị hói. Kiểu bị tomboy á, kiểu tomboy. Nhưng mà được á. Làm mấy cái này được á. Phục cho nhiều á. Ba mặt học rồi ba. Ba mới ngủ dậy, ba mới ngủ dậy. Rồi ơi. Có hiệu ứng để quạt gió bài. Rồi bay tóc. Đúng rồi. Bay tóc. Để hiệu ứng cái bài mà. Sao đa phần đoạn đầu ai cũng đẹp chứ ba, không có đoạn đầu xấu. Hôm nay mình có hiên Nga mà phiên bản 2018 mới tụi kiểu như thay đổi phong cách đó mà, đúng không? Không biết em là kiểu gì, nếu mà chỉ có hiên Nga thì đoạn đầu phải ngố tí. Hot girl, mắc cái này à, nổi loạn, đoạn đầu này kiểu như là nó giống như thay đổi phong cách vậy á. Thay đổi phong cách thôi chứ không có thay đổi nhiều. Bắt đầu là hiền thục rồi, sau là bắt đầu cái gangster rồi á. Cái này là toàn gái không à, không có con trai. Trai con trai. Em trai, em trai. Thôi trai khỏi coi nè. Bao nổi loạn luôn chị, bao nổi loạn luôn má. Tại vì có cái một đồ gì nữa trang. Trời đúng phật. Nè cái này đoạn đầu mới thấy ngố nè. Đoạn đầu ngố nè, nít nè. Ôi ôi. Ôi ôi. Đoạn này mới đúng thật là chuyện quá hay Nga nè, trời ơi béo mình luôn á. Nhìn tướng nít không á. Đúng rồi. Đoạn đầu nhìn tướng nít. Ôi ôi, cái khúc mà nó dở lên cái. Nghe cái tiếng nhạc nó khớp để sẽ khớp. Này sao, này trở lại bình thường chứ. Chắc ngược quá, chắc ngược. Ôi. Ờ đúng rồi, ở đây là thay đổi phong cách rồi. Trời ơi, bao lầy luôn, coi nè. 2, 3. Ai bả được thẳng khăn. Ờ đoạn này ngố nè. Chỉ có hai răng vậy. Có cái nhìn kiểu xinh á. Không tóc đâu, được hả? Được hả hở được. Hình như khúc sau là hình như để hiệu ứng trắng đen hết đó, đúng không? Y tá. Không có cần, tùy mình chỉnh thôi. Trời ơi, y tá hả trời? Y tá gì bệnh nhân thì chuyện nổi trời. Color gì đó. Mà nhìn kìa, cái này thì cũng nổi loạn mà nhìn kiểu công sở quá. Ở này mà bà già luôn. Có đầu tư, có đầu tư ý tưởng. Trời ơi. À, dạ cái này đúng nè. Cái này là mất tiêu lông mày luôn cha. Dạ, dạ rồi. Không, dạ. Mình cho bắt mình. Rồi. Tên nam nè. Oh, boy. Boy vờ. Okay. Oh. Ủa, nhìn cũng đẹp. Không, anh này em đã từng coi rồi nè. Em biết anh này. Em có follow anh trên TikTok. Ôi, đẹp. Bạn này kiểu đoạn đầu đẹp sẵn rồi mà.
có kịp dọn chứ. Quả mới đẻ không biết còn cái trứng. Hồi móc xuống có cái trứng. Chưa kịp dọn đủ. À sao muối, sao muối, sao muối bà. Sao mà tóc vẫn vậy mà. Vẫn để cái hậu quả đó. Có cái không móc trứng xuống thôi. Ừ, kiểu như còn trứng nha. Cô răng nanh. Còn cái áo trắng không á. À, ông đập cho không dở khăn. Có đập luôn, đập rồi. Này chắc mới tắm xong rồi. Không biết này lúc mà sao nó có trang điểm không không? Nó có trang điểm nhẹ không không? Trang điểm nhẹ sao nhìn nó khác khác sao nó? Vô vậy thêm, thay đổi phong cách mà lâu. Nhìn thấy để đâu ha. Wow. Cái mặt không đẹp lắm. Bạn không thích nhạc ba. Bạn còn dướng, bạn còn dướng. Bạn vẫn còn dướng. Nhưng mà bạn nhìn tỏ ra cái sự suy tầm của bạn. Nghe đông đầu nâu, nghe đông sáng miệng đó. Giống mà suy What? Làm mấy cái này mới hay nè. I like you, I love you. Làm mấy cái này mới đỉnh nè. Nghi lắm à. Nghĩ đông đầu là con làm đông sáng cái ba nè. Ba vô, ba vô cái ba này ba. Đỉnh. Ủa, cái này bạn này phát khách, kiểu có Việt Nam nữa nè. Thôi đừng có Việt Nam coi. Chị coi châu Á đi, nè. Châu Á mà có Việt Nam, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Coi, coi người ta coi cho hết chứ ai mà coi lửng lửng nha. Ủa, trong hiệu ứng có màu tóc luôn hả? Có luôn, mới đổi màu tóc. Ủa hay vậy? Để có anh thử chơi. Quốc chắc. Ủa Hàn Quốc hả? Có gì khác biệt không? Có gì khác biệt không? Có gì khác biệt không? Cái này là chỉ là kiểu so sánh thôi bà. Hóa hóa, mấy con mấy cái hóa hóa rồi. Kìa, ông này. Coi, mình coi chào lưu đảo ngược đi. À, ok, go. Ủa mày nghe, mày nghe nhạc bằng sách hả? Không, cái này chủ yếu là để hình tượng thôi chứ không có. Kiểu tao nét ba đây nè, đó, tao kho vô, đâu á, trời ơi, đây, cái cuốn sách, làm gì, thế là tao đang nghe nhạc. Ồ, vậy. Tao tuyệt vời, má bao tao nghe. Nhưng mà
vẫn ngầu nha. À, quan trọng là cái thằng Thái. Đúng rồi, vẫn ngầu. Ủa, sao giống nói gì vậy? Thôi để bóp làm thử chơi coi. 10.000 like để Nhi và Ba Tê thực hiện trào lưu dịch quá thiên nga và trào lưu tua ngược video này. Thôi tua ngược thôi chứ.